phụ huynh và các em học sinh thân mến, sau buổi lễ này, với những giây phút chia tay bệnh định, giáo viên và học sinh của trường sẽ bước vào kỳ nghỉ hè sôi động và thoải mái. Chúng tôi sẽ lại chuẩn bị cho năm học mới, và chúng tôi mong rằng các bậc phụ huynh sẽ tạo điều kiện để con em của mình được nghỉ ngơi, vui chơi và không quên học tập đúng như những ngày hè thật sự. Riêng thầy cô dẫn dắt các em học sinh cần phải phụ giúp việc nhà cho cha mẹ để qua đó rèn kỹ năng sống cần thiết cho các em, và đừng quên ôn tập để chuẩn bị cho năm học mới. Bên cạnh đó, với niềm tin sắt đá truyền thống tốt đẹp của gia đình, nhà trường, xã hội sẽ tạo ra cho sức mạnh mới, thành công mới, và mong rằng trong buổi lễ tổng kết và trên năm sau sẽ thành công vang dội hơn. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin kính chúc sức khỏe toàn bộ quý vị đại biểu của phụ huynh học sinh thân tài dồi dào và đạt được mọi điều như ý. Xin trân trọng kính chào, xin hết. Mời thầy Sáng ở lại sân khấu. Trân trọng.